Xin chào mọi người nhé. Bây giờ là 11 rưỡi đêm, Vĩnh chưa ngủ. Đi thăm vườn thì có một cái điều kỳ lạ như này. Mọi người có thể thấy đây là những con mối nha mọi người. Vĩnh cũng chẳng biết nó từ đâu nó đi đến đây nữa, mà ban ngày thì chưa có. Để Vĩnh xem nó lấy cái gì này. Nó bò lên cái cây này và nó lấy những cái thứ gì đó ở trên cái cây này đi ạ. Giờ Vinh quay phim rồi sáng mai sẽ ra kiểm tra xem cái lũ mối này nó còn không. Cái cây này là cái cây điều Vĩnh cưa ngang đi để trồng thanh long. Trồng cái cây thanh long này cho thanh long nó bò lên. Mọi người thấy không? Đó, thanh long này. Và tự nhiên gặp cái việc này cho nên là không biết là những con mối này nó lấy cái gì ở cái cây này đây. Đó, mọi người thấy không? Không phải nó ăn cây đâu nha mọi người. Đó, nó cắp cái cục gì đó. Để Vĩnh lên trên coi này xem. Nó lấy cái gì từ trên này. Đây đây. Đây. Mọi người có thấy không? Đó. Nên nó ăn cây lấm đó. Này giờ Vĩnh dừng máy quay rồi sáng mai sẽ ra xem cái đàn mối này nó còn ở đây không. Cây điều này vẫn còn sống nha mọi người. Có cả kiến lên chung nữa, nhưng mà mấy con kiến này thì không làm gì được cái đàn mối này hết. Bởi những cái con mối ở ngoài mọi người thấy không, nó quay đầu ra ngoài này này. Nó là những con mối lính bảo vệ những con mối ở trong này đang cắp đồ ăn đi xuống này. Mọi người thấy chưa? Đó. Con nào mà đụng vô là những cái con mối lính này nó sẽ quay sang nó chơi ngay. Con mối nó để Vĩnh xem kỹ này. Nó gặm những cái dòng rêu ở vỏ cây điều này. Đó. Nó gặm những cái rêu này. Rêu địa y đó. Rồi, sáng mai sẽ quay ra xem nó còn ở đây không. Chào cả nhà nhé. Đây là cái hình ảnh cái cây điều nhà Vĩnh mà đêm qua cái đàn mối nó trèo lên đó. Mà Vĩnh bắt gặp cảnh tượng đó rồi ghi hình lại thì sáng nay quay lại để mọi người xem, mọi người thấy sự khác biệt không? Như là những con mối mà tối hôm qua nó bỏ lên thì nó ăn hết những cái rêu. Cái dòng rêu địa y ở trên cái cây này. Đó mọi người thấy này. Này là chỗ này là nó chưa bóc hết này. Đúng chưa? Chứ không phải là mối nó nên nó ăn cây trồng của chúng ta nhá. Mọi người, bản thân cái cây điều này á, là Vĩnh đã định bỏ đi rồi. Nhưng mà Vĩnh để đây để làm cho những cái, làm cái trụ
cho những mấy cây thanh long của Vinh nó bò lên thì đây mọi người có thể thấy rễ cây thanh long này, và cái cây điều này thì nó vẫn đang khỏe mạnh, nó vẫn đầm tược tiếc các thứ ra. Thì nhiều anh em cứ hỏi Vinh mà là làm gì để diệt con mối ở ngoài ngoài vườn ngoài rừng, tại nó cứ ăn cái cây của ông ta. Thì đó mọi người có thể thấy cái cây này là không hề bị mối ăn nhé mọi người. Đứng bên này thì nó ngược sáng sợ mọi người không nhìn thấy. Đó. Là đêm qua khi mà Vĩnh quay phim lại thì những con mối nó đang ăn mấy cái cây lấm ở trên này này. Rồi thì nó bóc những cái rêu nó ăn đó. Vậy chúng ta qua cái video này thì chúng ta kết luận là cái con mối nó không gây hại cho cây trồng của ông ta, mà nó chỉ có tấn công vào cây trồng của chúng ta khi cái cây đang có vấn đề, như là bản thân cái cây nó bị nó có bệnh tật gì đấy, nó yếu và nó đang gặp một cái vấn đề gì đấy, thì nó không còn có khả năng sinh trưởng phát triển, nghĩa là sống khỏe mạnh nữa, thì những con mối nó mới vào nó ăn những cái tế bào chết của cây đi ha. Đây mọi người thấy này, mối nó bóc lỗ chỗ hết nha. Như này có cả con giật kim nó bù đây, cái con này mà bù lên cây bưởi là lứt vỏ bưởi nha mọi người, và chúng ta có thể làm bằng cách là chà cho nó sạch hoặc là chúng ta quét thuốc vào chứ đừng có phun. Phun thuốc á, thì nó chảy theo cái gốc này nó xuống dưới đất, nó làm ảnh hưởng tới đất của chúng ta, ảnh hưởng tới rễ cây, và chúng ta chỉ quét để tiêu diệt cái con dẹp này đi thôi. Đó là cái kinh nghiệm của Vĩnh mình muốn chia sẻ với mọi người, và anh em đừng đừng quan niệm là con mối nó ăn cái cây của chúng ta nhé. Nhớ anh em trồng rừng nói là mua cây giống bạch đàn keo về trồng được ngàn cây 2.000 cây thì mối nó ăn mất 50%, thì cái cây giống của chúng ta nó đã có bệnh, nó hư sẵn trong vườn ươm rồi. Khi chúng ta bỏ ra chúng ta chôn xuống đất cái là còn mối nó bỏ đến nó ăn cái mùn cái sơ dừa quanh cái rễ cây đó, và tiện thể thì cái cây đấy nó bị bệnh, cái rễ nó không còn tiết ra một cái chất làm cho con mối nhận biết là cái cây này đang sống đang sinh trưởng phát triển, cho nên con mối nó ăn luôn chứ không phải là do con mối nó ăn làm chết cây của chúng ta. Một lần nữa Vĩnh nhắc lại nhá, trước đây Vĩnh cũng có quay cái video là cái cây sầu riêng nhà Vĩnh, Vĩnh phủ rơm với cả bao bố đó, mối nó ăn hết rơm hết bao bố chứ nó đâu ăn cái cây sầu riêng. Nhưng mà nhiều anh em lại bảo là mối nó ăn chết gốc sầu riêng, chết rễ sầu riêng, thì đấy là không phải vấn đề, là cái cây sầu riêng đấy nó đã có bệnh tật, cái rễ đấy nó bị chết rồi con mối nó ăn đó, và nó cứ ăn theo cái mạch chết của cái rễ đấy thì nó đục vào trong thân cái cây sầu riêng của chúng ta hoặc là cây điều cây gì cũng vậy nhá. Thì mọi người lưu ý cái vấn đề này nhé. Còn thuốc thì nếu mà bản thân nói về kinh doanh á, ai cũng muốn bán được hàng cho khách hàng, nhưng rất nhiều anh em hỏi mua thuốc của Vĩnh, Vĩnh lại không bán, bởi vì nếu mà cái thuốc này mọi người đổ xuống có khi cái cây nó đang đang lành nó dính cái thuốc đấy cái nó hút vào trong trong cơ thể nó, trong cái cây á, cái những bởi trong này là nó một cấu trúc phức tạp, nó toàn những cái mạch dẫn, mà khi nó hút cái thuốc độc vào á, thì có phải là cái cây nó bị ngộ độc không? Chúng ta lại chữa lợn lành thành lợn què thì kỳ lắm nhá. Nên là mọi người cố gắng lưu ý cái vấn đề này nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.